Em Nghị ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng cho quý vị và các bạn tham khảo một mẫu xe Honda Civic có năm sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.8 máy xăng, biển kiểm soát Hà Nội, tư nhân một chủ, sử dụng từ mới, trang bị la răng đúc 4 bánh, trang bị túi khí cũng như ABS đầy đủ. Xe mang thương hiệu Nhật Bản, bản sedan hai đầu. Một mẫu xe Honda Civic hiện đang có tại cửa hàng bên em. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên hàng ngày hàng giờ. Một mẫu xe Honda Civic thương hiệu Nhật Bản, bản sedan hai đầu, động cơ 1.8, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, la răng đúc, phanh đĩa 4 bánh cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ nhấc máy lên alo cho em các bác nhé, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh. Nội thất này, ghế da xịn sò rất là đẹp luôn. Ghế da xịn sò rất là đẹp, bô lăng của nó này, bô lăng 3 chấu các bác nhá. Trang bị hai túi khí an toàn, ABS đầy đủ luôn. Bệ bậc lên xuống Opilock Macro. Một mẫu xe Honda Civic sản xuất 2010. Đấy, tất cả những cái ốc bác, bản nề, cánh cửa chưa hề động đến ca lê mở lết luôn. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái này, bảng tổng của gương kính chỉnh điện các bác nhá, nguyên bản theo xe luôn. Một mẫu xe gia đình sử dụng, một chủ sử dụng từ mới, rất là đẹp luôn. Keo chỉ rồi. Đấy, keo chỉ của xe, keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin luôn. Tất cả hệ thống khung cánh cửa này không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá. Đấy, xe gia đình nên là bác chủ trước bác rất là giữ gìn luôn, một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Ốc bác bản nề. Đấy, các bác xem này. Đấy, vẫn còn sơn chấm 7 màu các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác tham khảo nhá. Vâng, đây là phần hệ thống bô lăng của xe. Bô lăng của nó là bô lăng 3 chấu này. Đó, sau đây em sẽ đề lỗ máy lên các bác nhé. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay. Đó, vâng, búng nhẹ cái lỗ ngay các bác nhé. Xi nhan báo rẽ này, hoạt động rất là trơn tru. Mặt đồng hồ này không báo một lỗi gì các bác nhé. Đó, một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Vâng, một mẫu xe Honda Civic bên em đang chào bán với giá là 268 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Honda Civic thương hiệu Nhật Bản này, bản sedan hai đầu 2010, form mới rất là đẹp luôn, mà giá tiền thì chỉ với 268 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác nhé. Xe đẹp. Vâng, máy zin luôn các bác nhá. Con này máy vẫn còn zin luôn. Đấy, dòng này thì rất là bền bỉ các bác nhá, bền bỉ luôn. Đấy, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Đấy, dòng Honda thì các bác đã biết rồi đấy, máy móc của nó rất là lành luôn, không hay hỏng vặt. Đấy, trần của nó là trần nỉ nguyên zin luôn. Đấy, trần nỉ nguyên zin các bác nhá. Đấy, hệ thống gương kính chỉnh điện. Đấy, hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này alo cho em. Đấy, gương kính chỉnh điện này, táp lô của xe này, các bác xem táp lô của xe rất là đẹp luôn. Một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhé, một chủ sử dụng từ mới luôn. Vâng, giá tiền thì chỉ với 268 triệu đồng. Màn hình cam nồi đầy đủ luôn, âm thanh thì rất là hay. Đấy, âm thanh nhạc nhẽo rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, hai túi khí an toàn, ABS đầy đủ.
Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan động cơ khoang máy cho quý vị và các bạn tham khảo nhé. Phần này là phần hệ thống tổng quan động cơ khoang máy của chiếc Honda Civic có năm sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn với động cơ 1.8 máy xăng. Vâng, tất cả những ốc áp của xe này vẫn còn sơn chấm 7 màu các bác nhé. Đấy, cam kết các bác là máy zin luôn, máy zin chưa hạ các bác nhé. Máy lỗ giòn tan. Đấy, phần là tổng quan của cụm chia ABS, chống trơn, chống trượt và chống bó kính các bác nhé. Một mẫu xe một chủ sử dụng từ mới nha, sơn xi màu đen và xịn sò, xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không phụ, với giá tiền chỉ với 268 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển cho các bác nhé. Đấy, vận chuyển đến tận nhà tận giường cho các bác luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Honda Civic này thì alo cho em. Đấy, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhé. Đấy, gặp em đi. Đấy, lúc nào của em cũng ở bãi xe 24/24 luôn các bác nhá. Đấy, phục vụ bà con cô dì chú bác 24/24 giờ luôn. Đấy, lúc nào alo cho em cũng được các bác nhá. Đấy, máy zin luôn các bác này, máy lỗ rất là êm. Dòng này thì máy móc của nó rất là ổn định các bác nhá, rất là lành luôn. Phần tổng quan của lắp cabo này. Đấy, tổng quan của lắp cabo các bác nhé. Đấy, tất cả các lỗ của nó này tròn zin nguyên bản luôn, không hề có hiện tượng mong méo các bác nhé. Keo chỉ zin, vâng, keo chỉ zin và máy số zin gầm bệ chắc côn số ngọt, động cơ 1.8. vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này tầm khoảng 7-8 lít xăng trên 100 cây số các bác nhé. Đấy, dòng Honda thì máy móc nó rất ổn định luôn. Sau đây em sẽ đi vào phần gầm động cơ khoang máy cho các bác xem này. Đấy, gầm động cơ khoang máy các bác nhá. Máy móc thì không hề có một chút gì dầu nào. Đấy, quạt gió vừa đóng các bác nhá. Đấy, quạt gió vừa đóng xong. Đấy, máy lỗ thì rất là êm. Máy lỗ êm thì thít các bác nhá. Máy lỗ êm thì thít luôn. Đấy, một mẫu xe một chủ sử dụng từ mới, một mẫu xe Honda Civic đẹp xuất sắc. Sơn xi thì màu đen xịn sò, một chủ sử dụng từ đầu, một mẫu xe bản sedan hai đầu, động cơ 1.8 máy xăng, với giá tiền 268 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Honda Civic thương hiệu của Nhật Bản, alo cho em nghe. Alo trực tiếp cho em nghe hoặc đến trực tiếp bãi xe của em đó nhé. Tất cả hệ thống vô lốp này, la răng đúc bốn bánh này, phanh đĩa bốn bánh này, xi nhan báo rẽ bên sườn. Đăng kiểm thì của em nó còn đến tháng 3 năm 2023. Đăng kiểm dài miên man luôn. Đấy, đăng kiểm dài miên man. Đấy, một mẫu xe Honda Civic động cơ máy xăng, gầm bệ chắc lịch, côn số ngọt, máy số zin. Hệ thống táp ly nội thất của xe các bác này. Nội thất thì ghế da. Đấy, ghế da màu kem, xịn sò luôn. Đấy, ghế da màu kem, ốc bác bản nề. Đấy, các bác xem ốc áp bản nề của xe các bác nhá. Đấy, xe đẹp, máy zin luôn. Đấy, xe một chủ sử dụng từ mới, ốc áp này, đinh tán răng giật, nguyên đai nguyên kiện luôn. Nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Phần hệ thống táp ly của cánh cửa này. Táp ly của cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác nhá. Đấy, phần bệ bậc lên xuống này. Ốc áp này. Đấy, vẫn còn sơn chấm 7 màu. Đó, khung cánh cửa các bác này.
keo chỉ của xe này. Đấy, zin đều tấp tắp luôn. Đấy, khung cánh cửa thì không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá. Cửa đóng rất là chắc chắn luôn. Đây là phần hàng ghế đằng sau các bác này. Đấy, một mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi, rất là rộng rãi các bác nhé, rất là rộng rãi. Xe thì form dáng rất là trườn xe luôn. Đấy, rất là trườn xe các bác nhé. Đấy, được mệnh danh là một mẫu xe lồi đồng cuối đá luôn các bác nhé. Đấy, dòng này thì chinh chiến thì rất là ok luôn, máy móc thì rất là lành. Hệ thống táp ly của cánh cửa này, táp ly cánh cửa của đằng sau bên phụ này, ốc bản nè, ốc ác này. Đấy, vẫn còn sơn chấm 7 màu. Phần nào khung cánh cửa các bác nhé. Đấy, tất cả khung cánh cửa này, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ của nó zin đều tắp tắp luôn. Đấy, táp ly thì rất là đẹp, vẫn còn gai sần luôn. Một chủ sử dụng từ mới các bác nhé. Lốp dép đằng sau của bên phụ này. Đấy, lốp dép của nó đây. Đấy, tất cả lốp dép này không hề, đấy, cua lốp thì không hề mục mọt, phanh đĩa bốn bánh rồi. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, một mẫu xe Honda Civic một chủ sử dụng từ mới, bô kép hai ống xả, với giá tiền 268 triệu đồng. Đấy, bên em có bao hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển cho các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống gầm xe này. Đấy, các bác xem gầm bệ của nó đã, rất là chắc chắn luôn các bác nhé, rất là chắc chắn luôn, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Đó. Sau đây là phần hệ thống cốp sau xe này, bản sedan hai đầu, cốp của nó khá là rộng rãi luôn các bác nhá, rất là rộng rãi các bác này. Đây là phần đinh tán giằng giật của máng nước này, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá, hai bên này, hai bên đều tấp tắp luôn. Còn tổng quan của lắp cốp này, đó, tất cả tổng quan của lắp cốp các bác nhé. Đây là phần hệ thống của lốp sô cua này. Đấy, sàn của nó này. Đấy, sàn của nó rất đẹp luôn, không hề mục mọt các bác nhé, không hề mục mọt luôn. Đấy, vẫn còn nguyên đai nguyên kiện các bác nhé, vẫn còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, của lốp sô cua này. Đấy, lốp sô cua kích trọng đầy đủ luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân một chủ sử dụng từ đầu. Đấy, sơn xi màu đen xịn sò, la răng đúc. Đấy, phanh đĩa bốn bánh cũng như túi khí ABS đầy đủ. Đấy, hiện đang có tại cửa hàng ô tô Vũ Toàn Thịnh. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhé. Đấy, các bác xem táp ly của nó này. Đấy, rất là đẹp luôn. Keo chỉ của xe, khung cánh cửa, keo chỉ zin, tất cả hệ thống khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt luôn. Phần bệ bậc lên xuống ốp inox mạ chrome. Phần trần của xe này. Đấy, phần hệ thống đinh tán giằng giật của cột kèo. Đấy, cam kết các bác là cột kèo đầu đít zin, máy zin luôn. Một chủ sử dụng từ mới. Đấy, bên em có bao hồ sơ và cũng như hỗ trợ vận chuyển đến tận nhà tận giường cho các bác. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em nghỉ theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy cứ ủng hộ em một cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.